Hello, Nguyễn Tôm xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em tiếp tục trở lại cửa hàng mô tô của anh Phong nha anh chị Hoàng, cũng như là tiếp tục cập nhật cho anh chị mình xe mô tô mới về nha anh chị. Và xe bên cửa hàng còn khá là nhiều nè, thì mình sẽ đi lần lượt vào bên trong để gặp anh chủ cửa hàng để cập nhật cho anh chị các bạn mình xe mới về trước nha. Đấy, mình có quan tâm dòng xe nào có thể mạnh dạn inbox qua số trên màn hình nha anh chị. Cũng như là có thể đến địa chỉ là 64 Nguyễn Chí Phương, Dĩ An, Bình Dương nha anh em. Đó, để mình trực tiếp xem xe luôn. Anh chị nào ở xa thì cửa hàng có hỗ trợ anh chị mình ship xe luôn nha. Đó, hiện tại thì có hỗ trợ trả góp luôn. Xe mà dưới giá dưới 30 triệu là anh em mình không cần trả trước luôn nè. Rồi, chào anh. Xin chào tất cả anh em nha. Trước tiên thì giới thiệu trước mấy con mới về trước. Con đầu tiên là con này. Mới đích em. Honda MSX. MSX thì cũng còn khá nhiều cái mẫu 2018 như thế này. Chiếc này thì biển Bình Dương. Và sẽ để cho anh em ở cái giá 25 triệu. Xem đi được nhiều chứ. 28.000. 25 triệu. Yeah. Tất cả những cái giá xe như vậy là mình đều bao rút hồ sơ cho anh em hết. Xe này máy nằm nha anh chị. Được. Nhập Thái Lan. Chạy cực kỳ êm luôn. Đây. MSX. Con này đời thấp không anh? Đời thấp. Đó, đời thấp là cái đầu đèn nó như này anh chị. Vũ Bình đi 26.000 cây, con này nó đời 24-25. Mà chiếc này thì biển 93 Bình Phước sẽ để cho anh em là 20 triệu. 20 triệu. Nhỏ gọn mini ha, của Honda luôn, nhập Thái Lan. Đây nữa, rồi, tiếp xe theo. Mới về đây nữa. Rồi 15V3 2022 đi có 400 cây. 378 cây, chưa được 400 cây mới tinh. Xanh xám anh chị ạ. Đề cao. Cái này là biển số 66 của Đồng Tháp. Sẽ để cho anh em một cái giá nó là 51 triệu. 51 triệu. Rồi 15 thì mình còn rất nhiều, đang có giá từ 33 cho đến con này cao nhất 51 triệu cao nhất. Yeah. Tầm trung thì nó cũng 37 38 thôi. Lâu lâu những con mà đột biến mà nó đi quá ít như này thì nó có giá cao. Rồi, ở đây con Su. Su này biển số 77 Bình Định, nó có độ cái đầu. Con này thì sẽ để cho anh em mà cái giá nó là 27 triệu. Đấy, như mẫu xe này là nếu mà anh chị các bạn mình mua trả góp là không cần trả trước nè anh chị. Khóa này đâu nhỉ? Thiết bị hả? Mà cái remote đâu? Xe màu đen. Rồi, 27 triệu. Rồi, ok, hình như là cái chiếc Su đó mới về đó. Su này vẫn là con biển 65 nọ. À. Anh em đến lại nâng cấp. Nâng cấp lên phân khúc cao hơn xíu. T03. À. Con màu đỏ mới quay. Đúng rồi. Có nhiều bạn cũng hỏi là mới vừa lên xe bán rồi. Tiếc. Có nhiều khi có những con xe mà dạ. Vừa mới quay cái là anh em đã chốt cọc rồi. Anh em mình thông cảm nha. Con này thì nó chạy được có 1.500 cây. Đợt trước nó chạy 1.300. Dạ. Bây giờ lên 1.500. Ông anh này ông cũng thích thay đổi xe hết. Hôm đầu mua MT15 xong đổi sang con này, con này đổi sang MT03. MT03 mới hôm qua mới quay anh chị các bạn, khách cũ khách quen á. Cho nên người ta biết sớm anh chị. Sẽ để cho anh em là 60 triệu. 60 triệu. 60. Con này phân khối 250 nha anh chị, của hãng Suzuki nè, mẫu mới. Rồi, đây là có T-Bit đây nè. Còn đây T-Bit biển 68. Xe còn rất là liền lạc luôn, sạch đẹp luôn anh chị, dàn áo nè. Xe còn khá đẹp anh em. Đi có 2.880 cây thôi. Để xem nó có chuẩn không ta. Lớp xe thấy còn dày anh. Úi dồi ôi, lốp zin cơ này thì đúng rồi. Đây, còn rất là sâu luôn anh chị. Đây. Con này để cho nhà 35 triệu.
35 triệu. Nó có một vài chỗ nó bị sơn lại, ít đi quá mà ở vùng dưới vài chỗ như này nó bị nổ sơn. Bị nổ sơn. Mình có dặm lại một vài chỗ như ống phuộc này, hay là trên ghi đông này. Ghi đông này, một cái chỗ này này. Úi giời. Nó bị chóc sơn, bắn lại vài chỗ. Sơn đen nhám thôi. Còn sơn đen cái màu sơn bóng là chưa đụng chạm một tí nào. 35 triệu. Rồi. Hôm qua mình có làm cái video giảm giá loại này chứ nhỉ? Có anh. Loại này thì giảm thêm 2 triệu đó anh chị các bạn mình chưa có xem thì sẵn đây mình giới thiệu luôn anh. Tất cả những cái mẫu CBR đều giảm thêm xuống cho anh em là 2 triệu một xe. Xe mới còn 58 triệu bao VAT. Cái xe cũ của cái mẫu này thì đang có giá từ 44 cho đến 47 triệu. Đấy, thấp nhất là 44 triệu anh chị các bạn. Xe nói chung em những mẫu này xe còn đẹp lắm anh em. Anh em mình lên trên. Dạ, tiếp tục lên phía trên nha anh chị. Ok. Rồi, khu vực phía trên này phải nói là rất là nhiều mẫu xe nha anh chị. Giá khá là mềm luôn nè. Mình sẽ đi cái hàng bên này trước đi. Dạ. Hôm nay trên này trống trải dễ quay hơn chút. Đầu tiên là Benelli 175 xe mới chưa lăn bánh. Mà chiếc này sẽ để cho anh em là 25 triệu bao VAT. Con đầu tiên. Xe mới nha anh chị ha. Con tiếp theo là con CBR Thái. Con này nó chạy được 79.000 cây. Máy zin nha. Sơn zin. 2012 mà sơn zin, máy zin mình chạy bảy mấy ngàn cây là giữ cũng là ác. Cực êm. 24 triệu. Con này nó là biển số 95 của Hậu Giang. Rồi, ở đây có cái em GPX Mat 300. 45 triệu, biển số Bình Dương, đi 13.000 cây. À cho em hỏi con CBR này là mình có trả góp được không? Nếu mà như tầm tiền này nhé, tầm này hay là tầm như vậy, anh em mua góp không cần trả trước xu nào luôn. Cầm theo mỗi căn cước công dân đến là được. Rồi. Tiếp theo Mát 300 anh em. Mát 300 này bán cho anh. Mát 300 45 triệu. À 45. Alo. Biển là 61 anh em, 2022. Ok 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 ok. MT15 biển 60 anh em, 2020 đó, xe màu đen nhám đó. Đen nhám. Con đấy thì nó chạy 11.000 và sẽ để cho anh em nó 49 triệu. Rồi. Còn tiếp theo thì nó là biển số 59 của Sài Gòn. Đi có 1.700 cây đấy. Con này sẽ để cho anh em là 55 triệu. 2022. Ốc tán còn sáng trưng anh chị ha. Cổ bồ nè. Đấy, đó là MT 15 nha anh chị. Đây còn nữa nè. Xe nguyên bản hết xăng, biển 93. Con này thì chạy 6.000. 53 triệu. Biển số Đồng Xoài, Bình Phước. Ở đây nó có hai con như này. Hai con này nó là chủ phố thì anh em sang tiền về đâu cũng chỉ đóng 1% thuế. Con này thì nó là biển Đồng Nai nhưng nó là chủ huyện thì anh em sang tiền về các thành phố khác á, là sẽ đóng mất 5% thuế. Nhưng mà cái phí biển số nhá, thì đồng nhau 100k. Bây giờ đăng ký về Sài Gòn hay đăng ký về thành phố nào nữa là xe cũ chỉ có 100.000 phí biển số thôi. Rất mềm. Rất thuận tiện cho các anh em, ví dụ như anh em ở Sài Gòn mua những cái xe mà ở các thành phố của tỉnh sang tên về. Đấy, rất nhẹ thuế. Rồi, ở đây có thằng Đúc 200. Nó là xe 2015 biển Gia Lai. Nói chiếc này thì sẽ để cho anh em là 30 triệu. 30 triệu hết chị. Ở đây có dòng Suzuki Bandit 150. Chiếc đầu tiên này nó là biển số 62 của Long An, đi 7.000 cây, xe 2020, bọc keo nguyên con. Và chiếc này thì sẽ để cho anh em là 36 triệu. 36 triệu. Chiếc tiếp theo thì nó là biển số 47 của Đắk Lắk, nó là xe 2020 và sẽ để cho anh em một cái giá là 33 triệu. Rồi,
thêm một con 2020 nữa, biển số Đồng Nai. Con này thì nó chạy 20.000 và sẽ để cho anh em là 32 triệu. Rồi, tiếp theo. Con này biển số 49 Lâm Đồng, đi 31.000 cây và sẽ để cho anh em 31 triệu. Chụp giúp cái căn cước công dân hai mặt phát nhé. Rồi, đây là em Honda CB. Chụp giúp cái căn cước công dân hai mặt luôn cái để cho dịch vụ nó làm, mai con đi bấm số nhé. Cái căn cước công dân của mình ấy, chụp hai mặt giúp đấy, gửi qua liền để mình cho nó chuẩn bị sẵn giấy tờ, mai nó còn đi đăng ký cho cậu. Ok. CB 190 thì chiếc này đi mới có 2.000 cây thôi, sẽ để cho anh em là 40 triệu. Đấy. Còn tiếp theo thì nó là biển Sài Gòn, đi 21.000 cây sẽ để cho anh em là 39 triệu. Dạ, màu đen luôn, đây màu vàng nè. Màu vàng này biển 85 Ninh Thuận, đi 26.000 cây, 37 triệu. Đây, 190cc nha anh chị các bạn, của Honda. Đây, Honda KTM GC 200 anh chị ơi. Con đó thì nó là biển số Biên Hòa Đồng Nai. Yeah. Chiếc đó sẽ để cho nhà vào cái giá là 38 triệu. Đấy. Đó em nha anh chị, còn có 200. Ở đây có hai cái mẫu này là giảm thêm giá này. Nó là dòng GPX Razor 220cc. Chiếc này thì nó là biển 66 Đồng Tháp. Đi 32.000 cây và sẽ để cho anh em một cái giá 27 triệu. Đấy. Đấy. Còn bên đây thì biển Sài Gòn, nó đi có 1.000 cây. Sẽ để cho anh em là 35 triệu. Đấy, xe như mới luôn anh chị. 1.000 cây biển Sài Gòn, 35 triệu. Rồi, anh em mình đến cái khúc này. Bentley biển 43 Đà Nẵng, xe 2018. Chiếc này sẽ để cho anh em một cái giá là 42 triệu. Bentley 302 ha anh chị ha. Ở đây rồi. Thì nó là Bentley 175 biển 66 Đồng Tháp. Xe rất đẹp. Rất sẵn, 20 triệu. Rồi. FZ 250. Anh em mình có anh ta mẫu xe nào mình mạnh dạng inbox qua số trên màn hình nha anh chị, để được cũng như là cọc xe ha, cửa hàng có ship xe cho anh em mình cũng như là giữ xe cho anh em mình nha. Chiếc này thì nó là FZ 250 và sẽ để cho anh em một cái mức giá 35 triệu. Đây có bản Yamaha FZS nè anh chị. 150 luôn, con này hiện tại giá cực kỳ mềm luôn nè. 15 triệu anh em. Đấy. Cái này thì nó là xe 15 triệu biển 76 Quảng Ngãi. Với tầm tiền này thì mình không bao rút hồ sơ. Dạ. Và hợp lệ thôi, có cả vẹt đầy đủ. Rồi, đây. Ở đây có cái dòng Avenger 220cc. Nó là cái dòng xe của Ấn Độ. Và chiếc này thì sẽ để cho anh em là 36 triệu biển Sài Gòn. Đấy, dán cổ điển ha anh chị ha. Đây, có GZ đó nè. GZ thì chiếc này nó là biển 71 Bến Tre 28, đang rút hồ sơ và sẽ để cho anh em một cái mức giá là 46 triệu 28. Xe nguyên bản luôn vậy đây ha. Đây. À, chiếc bên đây thì nó là biển số Biên Hòa Đồng Nai. Và chiếc này nó là đời 2014, sẽ để cho anh em là 36 triệu. Rồi. Tiếp theo qua đây là mình có mấy mẫu của em Givel nè. Givel hai máy anh chị. Cái Beo hai máy này nó là 125.
Thì dòng này nó là beo tàu anh em nhé. Nhiều anh em rất hay nhầm lẫn nó là beo Mỹ, nhưng thực tế nó là beo Trung Quốc. Đấy. Cái dòng này thì mình đang bán ở cái giá là 23 triệu một con. Một con biển 69 và một con biển số 68. Đấy, anh em mình cần xem chi tiết cứ mạnh dạn inbox qua số trên màn hình nha. Đây là có em Moto Mini nè, Ducati. Đó. Con này biển 70. 10 triệu, xe Trung Quốc. 10 triệu. Ừ. Rồi. Con bên đây còn Visitor 175 cũng 10 triệu. Đấy. Rồi. Bên đây nữa là thằng Phoenix 300. Đấy, 24 triệu. Cũng là xe Trung Quốc. Tất cả những cái xe Trung Quốc như này thì đều không bảo hành và không bao rút hồ sơ. Đấy. Hoặc là những xe chính hãng mà dưới 20 triệu cũng không bao rút. Đấy. Chiếc này biển số 59 Sài Gòn nó là Rebel 170, xe Trung Quốc, 12 triệu. Rồi. Tiếp đây, theo. Đây có Benelli. Benelli nè. Benelli 13 triệu. Benelli 125. Ở đây có Fusan 200 ABS, chiếc này sẽ để cho anh em cái giá là 32 triệu. FZ150 thì còn 3 chiếc Hôm nay còn có 3 chiếc anh chị ơi. 3 chiếc và đồng giá 20 triệu một con. Màu trắng biển 76 Quảng Ngãi. Màu xanh biển 47 Đắk Lắk. Màu trắng bạc kia thì là biển 67 An Giang. Với cái dòng này thì nó đều là xe 24-25 và chạy khoảng cứ 40-50 ngàn cây, được mỗi cái máy zin thôi. Cái dàn ngoài thì có những con có sơn có dặm rồi, cái đời cũ rồi. Đấy, bữa trước là còn nhiều lắm nha anh chị, hôm nay còn có 3 chiếc. Tiếp thì hôm nay còn một con này nữa. Còn một chiếc luôn. Biển 68 Kiên Giang chạy 20 ngàn cây, đồ chơi thì nó cũng cơ bản. Sẽ để cho nhầm mức giá là 32 triệu. Vậy chi giờ có hai con Tiếp X, một con 32 và một con 35. Còn mới về ở phía dưới nãy mình xem đầu clip đó anh. Rồi, MSX thì có 1, 2, 3, 4 con. 4 con đều đời 2018. Một con là biển số 66 Đồng Tháp. Bốn hai ngàn cây, biển 86 Bình Thuận. Hai mươi bốn ngàn cây. Mới đến hôm nay còn nhiều nha anh em, mình đến đây tha hồ lửa nha. Biển 61 Bình Dương. 27 ngàn cây. Biển số Sài Gòn 45 ngàn cây. Tất cả mấy con MSX này đồng giá 25 triệu một xe hết. Bao rút hồ sơ hết. Con này hôm bữa là 23 không bao rút đúng không? Bữa nay 25 triệu rút hồ sơ cho anh em đầy đủ. Bữa rồi, này rút. Ok rồi. Anh em. Rồi đây mình xem cái lô này nha anh chị. Đây còn rất mình là nhiều. Hôm nay là đến TBX rồi. Bây giờ đến mấy cái mẫu Classic. Classic. Con đầu tiên nó là thằng Legion 200cc. À là Legion 150. 150 thì anh em mình ở phía trước là có một đĩa trước nha anh chị các bạn. 200 là hai đĩa trước, một đĩa sau. Con này thì nó là biển số 77 Bình Định và sẽ để cho anh em là 30 triệu. 30 triệu. Rồi. Có bao nhiêu con nữa đồng giá này. Legion biển 93 Bình Phước, Legion 200. Rồi. Legion tiếp theo, Legion 200 nữa biển Sài Gòn. Rồi. Biển 48 Đắk Nông. Đấy. Và một chiếc Grand Liman này. Grand Liman này. Biển số Sài Gòn. Bấy nhiêu con đồng giá 30 triệu một con. Đấy. Đấy anh em mình có thể lựa xe nha anh em. Đây lướt lại cho anh chị các bạn mình xem. Đúng. Mấy cái mẫu GPX này thì nó là thuộc của dòng xe Nhật của Thái Lan. Nhưng mà nói về cái chất lượng của nó thì tất nhiên so với những cái thằng Honda như này thì nó thua rất xa. Tại sao mà 200cc kiểu dáng đẹp mà giá rẻ thì mình phải biết rồi. Không? Rồi. Con đây thì nó đi 2.000 cây, giá là 35 triệu. Đấy. Biển số 60 của Đồng Nai. Ok. Cái Le Mans 200 nha anh chị, có hãng gặp hết luôn. Rồi. Ở đây có cái mẫu là W175 đang rút hồ sơ, giá 36 triệu.
W này của Kawasaki hả anh chị? Rồi. IB thì có 4 con. Con đầu tiên nó là biển số 61 Bình Dương, 35 triệu. Con này lên chóa đèn LED nhiếc đẹp phết. Rất là đẹp luôn chị ơi. Kính chắn gió luôn nè. Rồi. Con thứ hai biển 66 Đồng Tháp. 35 triệu. Rồi con này có túi dao phía sau đây nè. Rồi. Con màu đỏ này cũng biển Đồng Tháp 34 triệu. Toàn xe kem. Con này biển số Bình Dương, con này thì nó độ cái bánh. Độ bánh này nên nó rẻ hơn, con này 30 triệu biển Bình Dương. Rồi. Ở đây có mẫu Honda Lee 125. Này, nhìn mâm này với mâm nhìn khác nhau vẫn khác nhau. Nhìn kiểu dáng nó giống giống ná. Kiểu dáng nó giống giống nhau á. Nhìn giống cái bánh của IB. Con này thì nó là biển 37 Nghệ An đi có 5.000 cây thôi. 2021 giá 36 triệu. Rồi, chiếc tiếp theo thì nó là biển số 76 Quảng Ngãi 35 triệu đi 9.000. Đấy, mẫu này là của Honda, còn mẫu IB là của Yamaha nha các bạn. Mình lựa mẫu nào mà lựa ha. Nó cũng ná ná nhau ha. Ở đây có hai con Suga đi. Con xanh thì 17 triệu và con đen thì 15 triệu. GD như này tầm giá này thì mình cũng chỉ bao hợp lệ thôi. Anh em là muốn rút hồ sơ thì thêm phí. Rồi, khu vực trên này thì mình với Mỹ cũng vừa báo giá xong. Anh em mà quý chiếc nào cần tham khảo thêm thì cứ alo cho mình nha. Rồi xin chào anh em. Cảm ơn anh. Đấy, và có rất là nhiều mẫu xe khác ở phía dưới nha anh chị các bạn. Thì anh chị nào mà có quan tâm dòng xe nào có để lại bình luận mạnh bên dưới nha. Clip sau mình sẽ quay cập nhật cho anh chị các bạn mình một mẫu xe đó nha. Cũng như là mình có thể thắc mắc dòng xe nào nãy giờ mình quay á chưa hiểu rõ, có thể lên trực tiếp mình inbox qua số trên màn hình để được xem xe chi tiết, và ưng thì có thể cọc xe cửa hàng giữ xe lại cho anh chị các bạn mình ha. Thì em xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn anh chị các bạn mình đã theo dõi hết video. Hẹn gặp anh chị các bạn mình ở video tiếp theo.